xe nhập Trung Quốc đã hết thời tại thị trường Việt, giảm tới gần một nửa số lượng nhập nhiều năm ngoái. Theo thống kê, lượng xe nhập khẩu Trung Quốc trong quý 1 năm 2022 là 2.210 chiếc, giảm tới 43.8% so với quý 1 2021. Trong quý 1 năm 2022, cả nước nhập khẩu gần 24.000 chiếc xe ô tô, trị giá khoảng 572 triệu USD. Trong đó gồm các thị trường Thái Lan 12.200 chiếc, Indonesia 6.760 chiếc, Trung Quốc 2.210 chiếc. Theo các chuyên gia phân tích, do thị trường ô tô nội địa đang được hưởng những chính sách như giảm 50% phí trước bạ, nên người dùng có xu hướng lựa chọn những mẫu xe được sản xuất, lắp ráp trong nước hơn là xe nhập khẩu. Bên cạnh đó, thị trường xe nhập khẩu có nhiều biến động khi nhiều mẫu xe không đủ nguồn cung do thiếu chip và dịch bệnh. Mặc dù đầu năm 2022, Trung Quốc đã đưa một loạt mẫu ô tô mới gia nhập vào thị trường Việt. Các mẫu xe này có khoảng giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Các mẫu xe mới vào thị trường Việt trong năm 2022 gồm Beijing U5 Plus, Hongqi H9, Hongqi EHS9, MG5. Beijing U5 Plus chính thức mở bán tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2022. Mẫu xe cạnh tranh với Kia K3, Mazda 3, Honda Civic và Hyundai Elantra. Mẫu xe phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản có mức giá lần lượt là 398 triệu, 468 triệu và 498 triệu đồng. Hongqi H9 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn của Trung Quốc. Đây là chiếc xe mà nhiều người lầm tưởng rằng Rolls-Royce. Mẫu xe có giá bán dao động trong khoảng 1,508 đến 2,688 tỷ, cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7 Series tại Việt Nam. Tiếp đến là mẫu ô tô điện đầu tiên của Trung Quốc đưa sang Việt Nam. Hongqi EHS9 trực tiếp đối đầu với mẫu SUV VinFast VF9 của Việt Nam. Mẫu xe có các phiên bản 4 chỗ, 6 chỗ và 7 chỗ. Xe có hai tùy chọn động cơ, gồm 429 mã lực và 543 mã lực lần lượt có khả năng di chuyển tối đa 460 km và 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Rẻ nhất trong những xe nhập khẩu tại Trung Quốc phải kể đến MG5. MG5 mang thiết kế trẻ trung, thể thao, hướng tới nhóm khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng phong cách coupe. MG5 có giá bán từ 450 đến 570 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.